Mời tất cả các chị nhóm an toàn sẽ di chuyển đến phòng chia đội. Chị đợi tụi cưng bên đó nha. Nha, đợi tụi cưng bên đó. Đợi em nhé, vòng sau khoe vocal nhé. Lần đầu tiên được vô vòng an toàn. Cho nên là vui lắm. Thôi dắt nhau đi vô an toàn. Khi mà bước vào trong cái vòng nguy hiểm á, thì phải nói là cả team B cũng hơi sững sờ chút xíu. Tất cả những điều mà các chị em làm ở trên sân khấu là những điều và nó rất là diệu kỳ, giống như cái tên của bài hát vậy ạ. Cái phần bình chọn của khán giả ấy, nó sẽ có nhiều những thứ hên xui lắm. Thật lòng nha, không phải ai cũng phải khát khao vào chung kết đâu. Mà mình cống hiến được cái gì, sau đấy mình nhìn lại và cống hiến được những cái tiết mục hay trên sân khấu, có những cái khoảnh khắc mà thực sự là vui với nhau và làm khán giả cảm thấy thích thú, đấy là một thành công rồi. Có rất là nhiều team hay, team của mình có những cái ưu điểm nhưng nó cũng sẽ có những cái khuyết điểm, thì mình sẽ cố gắng nhiều hơn thôi. Cũng là một cái điều mà để cho mọi người cần phải lưu tâm. Có nghĩa rằng là hôm nay mình có thể điểm rất cao, nhưng hôm sau mình cũng sẽ không biết rằng mình sẽ đi về đâu. Nên là mình không được sao nhãng và không chủ quan. Cho dù là trong đội nguy hiểm cũng chưa chắc bị loại. Là bởi vì vòng vừa rồi á là có những đội nguy hiểm nhưng mà toàn đội cũng được vào trong mà, đúng không? Mình có quyền hy vọng. Rén. Phong này sợ quá. Tại vì Hen đã từng vào nhóm nguy hiểm rồi. Và cái cảm giác chia tay một người nào đó và mở cái tên của họ ra, nó thật sự đối với Hen rất là kinh khủng. Ủa? Lộn giấy rồi. Sao chị lệch? Chúc mừng chị đẹp Henie thăng cấp vào vòng công diễn. Từ tổng số lực bình chọn yêu thích của khán giả đêm nay, những thử thách tiếp theo đang sẵn sàng ở phía trước. Chúc mừng Hen. Chúc mừng. Các chị mở của các chị đi. Sao vậy? Không. Em vô ơi mọi người. Yeah, chúc mừng em. Chị cũng vô. Chị cũng vô. Tự nhiên con mỗi bên em lộn giấy gì? Ủa có sao đâu, em nói nhầm mỗi người cài, sao ta cài cả nhóm vào hả? Cố lịch đâu? Cố lịch đâu? Hen là cái người mở tờ của chị Phạm Lịch. Lúc đó thật sự là Hen cảm thấy kiểu không muốn đối mặt với cái sự thật đó. Ok, I'm fine. Chị ơi, sao lại khóc? Mình phải cảm thấy may mắn thì mình đã được đi tiếp chứ nhỉ? Trong cái thời gian qua thì chị Phạm Lịch là cái người mà cũng kèm cặp Hen rất là nhiều trong cái quá trình tập luyện và đã chia sẻ cho mình rất là nhiều cái tip trong cái vấn đề mà nhớ bài, hoặc là đã thức đêm hai chị em cùng ngồi tập với nhau để ôn lại, ôn liên tục luôn. Và mình đã dành một cái tình cảm rất là nhiều cho chị Phạm Lịch. Nên là khi mà chị là người ra về, Hen cực kỳ buồn. Cái mình mong muốn đó là cái an toàn cho nhóm, và khi mà có một người trong thành viên trong đội của mình về, nó cực kỳ làm cho Hen cảm thấy rất là buồn. Và lúc đó lại sợ làm nhóm trưởng luôn. Vậy là lúc đấy chị cũng không thể rơi nước mắt được. Tại vì chị nghĩ mình cũng đã là một người mạnh mẽ trong cái khoảnh khắc đấy, để mình nghĩ là mình đã chơi hết mình rồi. Sau đêm hôm nay thì cuộc sống của chúng ta lại quay trở về và một ngày mới lại bắt đầu. Và tương lai thì sẽ còn rất nhiều điều vô cùng hấp dẫn đang chờ đón mình. Một hành trình không quá dài, nhưng mà mình nghĩ là một trong những gọi là kỷ niệm mà sau này chị em gặp lại nhau thì mình sẽ nhắc đến nhau rất là nhiều. Ôi, chị yêu cái lịch nhất đấy. Nay em trải qua cảm giác giống như hôm bữa. Hôm đó cái Hà bảo chị ơi em bị loại rồi, chị cảm thấy trái tim chị tan vỡ luôn ấy. Tại vừa với thân nhau mà nó cũng đáng yêu lắm em ạ.
Em bảo rồi mà, chị thấy không? Cảm ơn em. Trời ơi, em bảo rồi mà. Không thể nào mà bóng của em đi về được. Rồi đến lượt em đây ạ. Không lẽ chị mở em đi. Chị mở nhá. Vâng. Ôi, cả hai người đều làm tóc giống nhau. Dạ. Tự nhiên chia tay mất một người nhanh như vậy, mình sẽ bị hụt hẫng. Thôi thì mình nên cố gắng gấp đôi cho cái phần của Hà, để mình có thể đi càng nhiều công thì Hà vui và bản thân mình cũng sẽ rất là vui. Mà mình làm một bài tuyệt vời vì chị nghĩ em phải được hơn như thế. No. Không sao ạ. Chúng ta để có với nhau một kỷ niệm đẹp chị ạ. Thôi em nghĩ em vui về điều này hơn là chuyện mà tự dưng em nhìn thấy một trong hai chị phải đi, em nói thiệt đó. Đêm qua mình mất ngủ vì mình nghĩ chuyện là tim mình lỡ đâu ai bị nguy hiểm hay sao. Là khi mà lúc ấy mình nhìn đầu tiên là hai chị mở phong bì ra và hai chị đều an toàn thì đó là điều mà khiến mình rất là thở phào nhẹ nhõm rồi. Mình còn nghĩ là nếu mà chị Giang Hồng Ngọc là người phải đi về á thì mình có khi mình còn khóc ấy. Nhưng mình là người đi về thì mình sẽ thấy tâm thế của mình rất là bình thường. Mình mong là mọi người luôn luôn yêu thương và ủng hộ chương trình cũng như là các chị đẹp còn lại. Nhất là chị Giang Hồng Ngọc nữa, bởi vì khi mà ở chung team với chị thì mình mới thấy là chị sẽ có rất là nhiều cái năng lượng rất là tốt và chị cần thể hiện ra nhiều hơn để mọi người có thể nhìn thấy và cảm nhận nhiều hơn. Chị Ngọc lại hãy cố lên nha. Em là đội trưởng nên em xin phép là em mở trước mọi người ạ. Cảm ơn chặng hành trình của chị đẹp. Nó phải tên chị. Em con buồn á Ngọc. Thiệt hả? Thiệt. Em đọc đi. Chúng ta đã có với nhau một khoảng thời gian dài nhưng chưa đủ để làm nên dấu ấn tượng tuyệt vời của cảm xúc, để rồi chợt nhận ra hiện tại sẽ mãi là một phần thanh xuân. Cảm ơn chặng hành trình của chị đẹp mình nha. Phải không? Là vậy hả? Là sao? Tại sao em phải công bố mấy cái này vậy? Đâu biết làm sao. Đâu biết làm sao. Mọi người lại nhá. Ít nhất là chúng ta đã có một cái hành trình với nhau, làm nên một cái tiết mục. Với không biết với khán giả như nào, nhưng với chị nó là một màn tiết mục rất là xuất sắc. Hiện tại thì đội của Ngọc là có cả 4 người an toàn, chỉ có 1 người. Không có sao em, không có sao nha. Thôi hẹn gặp lại nhé. Hồi sinh nha. Ôm nhau cái nào chị em ơi. Thôi chị Ngà, chị Ngà em nâng nha. Đi về không buồn mà nhìn ảnh mọi người thấy buồn á. Đây là ảnh kỷ niệm năm chị em ở cái buổi tập luyện ấy mọi người. Ít nhất là đã có một cái quãng thời gian rất rất tuyệt vời khi mà ở bên cạnh nhau. Thực sự là chị cũng cảm thấy rất là buồn khi mà Nga, khi mà Nga đi. Nga không bao giờ toàn tính, tôi không cần biết tôi hát ít hát nhiều, tôi đứng đâu cũng được, tôi sao cũng được, bà muốn sao cũng được. Tức là Nga là một người như thế, thật sự là một người đồng đội mà rất là nghĩ tập thể luôn mọi người. Trang Phát là một người luôn ở bên cạnh giúp cho mình cảm thấy vui vẻ. Nếu như mà sau này có cơ hội thì vẫn muốn ở chung đội với Trang Phát. I love you, tôi yêu bạn rất nhiều. Em vô tiếp rồi cả nhà. Chúc mừng chị đẹp Hương Ly thăng cấp vào vòng công diễn tiếp theo. Chúc mừng chị đẹp Linh Ly. Chúc mừng chị đẹp Huyền Baby. Còn Hương Ly,
cảm ơn trận hành trình của chị đẹp Thái Trinh. Đứng đây cho có hình thi giùm tôi nha. Cảm ơn bà. Cảm ơn chị. Không cần phải nói gì hết, để mọi người xem thôi. Các chị em của Trinh ơi, mọi người hãy chiến đấu hộ phần của Trinh nhé. Nhất là bạn nhé, bạn Ly. Cô gái này hồi nãy là khóc nhiều lắm nè. Cảm ơn bạn. Các chị em ở lại đừng có buồn nhiều quá. Hãy tập trung tinh thần, hãy tập trung sức lực để mình sẽ có những cái màn trình diễn thật là tốt gửi đến khán giả. Chúng ta vẫn phải tiếp tục vươn lên. Còn rất nhiều thứ phía trước đang đợi chúng ta, đúng không nào? Mọi thứ xảy ra đều có lý do. Xin chúc mừng 20 chị đẹp đã an toàn tiến tới vòng diễn thứ 3 với chủ đề chuyến tàu thời gian. Và chuyến tàu thời gian của chúng tôi sẽ đưa các bạn quay trở về với những tháng năm thanh xuân, với những vui buồn, thành công, thất bại, rất nhiều thứ. Và trên quãng đường của con tàu đó, biết đâu rằng chị đẹp đạp gió rẽ sóng cũng trở thành một phần thanh xuân, để sau này các bạn sẽ nhìn lại chúng ta đã có một thanh xuân đẹp như vậy. 20 chị đẹp chia đều thành 4 nhóm 5, tương ứng với 4 bài hát. Olala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Onlala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.